Vụ lúa thu đông này, người trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long được mùa, trúng giá. Người dân có lời cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận bình quân từ 23 triệu đồng một hecta, cao hơn gần 10 triệu đồng so với năm trước. Nguyên nhân là do giá thu mua lúa cao và phân bón ít biến động. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam được dự báo ở mức cao trong một thời gian ngắn tới và sẽ bình ổn trở lại khi các nước trên thế giới cân đối nhu cầu lương thực. Do đó, giảm giá thành sản xuất lúa, ổn định giá phân bón, tập trung chế biến sâu vẫn là giải pháp tối ưu, đảm bảo lợi ích của người trồng lúa bền vững.